bàn không được công nhận, nhà vô địch Đông Nam Á thua trận ra mắt World Cup. Đội tuyển Philippines thua Thụy Sĩ với tỷ số 0-2 trong lần đầu tiên ra sân ở World Cup. Đội tuyển Philippines thi đấu đầy cố gắng trong màn chào sân ở đấu trường World Cup nữ. Tuy nhiên, họ không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ xếp hạng 20 thế giới là Thụy Sĩ. Các cổ động viên bóng đá Đông Nam Á mừng hụt khi tiền đạo Katrina Gilu đưa bóng vào lưới Thụy Sĩ ở phút 16. Đội tuyển Philippines không có bàn thắng do trọng tài phạt lỗi việt vị. Đội tuyển Philippines không có cú dứt điểm trúng đích nào trong cả trận. Ở chiều ngược lại, đại diện Đông Nam Á phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ. Theo thống kê của FIFA, đội tuyển nữ Thụy Sĩ tung ra tổng cộng 19 pha dứt điểm, trong đó 9 lần trúng đích. Thủ môn Olivia McDaniel có một ngày làm việc vất vả nhưng cô không tránh được việc phải vào lưới nhặt bóng. Sau nhiều nỗ lực phòng ngự, đội tuyển Philippines thủng lưới ở cuối hiệp 1 và giúp trọng tài xác định lỗi trong vòng cấm của cầu thủ Philippines. Ramona Bachmann tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền. Đội tuyển Thụy Sĩ tiếp tục làm chủ trận đấu và gây sức ép nghẹt thở cho hàng thủ đối phương trong hiệp 2. Bàn thắng tiếp theo đến với đội bóng châu Âu là điều tất yếu. Thủ môn McDaniel xuất sắc cản phá cú sút cận thành nhưng không ngăn được Serena Pibo đá bùa ghi bàn. Kết quả, Philippines 0-2 Thụy Sĩ. Ghi bàn, Thụy Sĩ, Bachmann phút thứ 44, Pibo phút thứ 64.